Cuộc chiến giữa Hamas và Israel đang buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden phải gửi thêm lực lượng đến Trung Đông, vào thời điểm nước này đang tập trung vào các mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc và Nga. Mặc dù việc triển khai các lực lượng hải quân, phi đội máy bay chiến đấu và quân đội hỗ trợ tiềm năng gần đây của Mỹ chỉ nhằm mục đích tạm thời, nhưng cuộc khủng hoảng gây ra chúng dường như không phải là ngắn hạn. Cuộc xung đột có thể buộc Mỹ phải suy nghĩ lại về cách sử dụng quân đội của mình ở Trung Đông và đặt ra một thử thách về cách Lầu Năm Góc có thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine và tập trung đối đầu với Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan. Chiến tranh Trung Đông đang thách thức chiến lược phòng thủ của Joe Biden ra sao và người đứng đầu Nhà Trắng sẽ can thiệp như thế nào để vẹn cả đôi đường? Nhất là khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đã gần kề. Hãy cùng chúng tôi phân tích vấn đề này trong chương trình Thế giới tiêu điểm ngày hôm nay. Trong một chương trình phỏng vấn của đài CBS được phát sóng hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 10, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng Mỹ có khả năng tiếp cận toàn cầu và nguồn lực quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng Gaza và hỗ trợ Ukraine. Ông nói, chúng tôi có thể giải quyết cả hai vấn đề này mà vẫn duy trì khả năng phòng thủ quốc tế tổng thể của mình. Cho đến nay, Mỹ đã cử hai nhóm tấn công tàu sân bay, một ở đó, một nhóm khác đang trên đường, bao gồm khoảng chục tàu và 12.000 nhân viên quân sự, tái triển khai tài sản ở châu Âu tới Đông Địa Trung Hải. Một trong những nhóm tấn công tàu sân bay, USS Dequity Eisenhower, được cho là sẽ tham gia các cuộc tập trận của NATO trong thời gian triển khai kéo dài 6 tháng theo lịch trình, nhưng giờ sẽ tiến thẳng tới Trung Đông, đến nơi sau khoảng 2 tuần. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết USS Barton, tàu tấn công đổ bộ hiện đang hoạt động gần Biển Đỏ, bắt đầu di chuyển hôm thứ Hai ngày 16 tháng 10, về phía bờ Tây Israel và có khả năng giúp sơ tán người Mỹ. Lầu Năm Góc đã giảm bớt lực lượng hải quân trong khu vực trong những năm gần đây, chuyển nhiều nguồn lực hơn tới châu Á-Thái Bình Dương để chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc. Lần cuối cùng Mỹ có hai nhóm tấn công tàu sân bay ở Trung Đông là vào năm 2020. Tương tự, Lầu Năm Góc cũng điều động máy bay tấn công A-10, máy bay chiến đấu F-15 và F-16 trở lại Vịnh Ba Tư, tăng cường lực lượng không quân được luân chuyển qua khu vực trong những năm gần đây. Bộ Quốc phòng cũng đang chuẩn bị triển khai khoảng 2.000 binh sĩ tới khu vực, trong đó có một số người có thể đến Israel để ngăn chặn. Có những nguồn lực khác đang được khai thác cho cuộc xung đột, bao gồm cả vũ khí. Các quan chức quốc phòng cho biết Israel cho đến nay đã nhận được hàng nghìn quả đạn pháo 155mm kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công. Điều này xảy ra không lâu sau khi Mỹ tiêu hủy hoàn toàn kho đạn 155 ly dự trữ ở Israel, như một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của Ukraine về loại pháo được nhiều người săn đón. Việc triển khai tàu sân bay mới nhất theo sau hai đợt triển khai khác vào đầu năm nay. Vào tháng 4, Mỹ đã cử một tàu ngầm tên lửa dẫn đường tới Biển Đỏ. Vào tháng 7, các tàu chiến đổ bộ và hàng nghìn lính thủy đánh bộ đã được điều động tới Vịnh Ba Tư để ngăn chặn lực lượng Iran bắt giữ các tàu chở dầu trong khu vực. Mặc dù Nhà Trắng cho biết họ không có thông tin cho thấy Tehran dàn dựng cuộc tấn công vào Israel, nhưng Mỹ đã nói rõ rằng họ đang điều các tàu sân bay và các máy bay chiến đấu tới khu vực để ngăn chặn Tehran và Hezbollah. Tờ Wall Street Journal đưa tin đã có một cuộc gặp giữa Hamas và các quan chức an ninh Iran để giúp lập kế hoạch tấn công. Trong nhiều năm, Washington đã tìm cách tập trung vào các nỗ lực chống lại ảnh hưởng và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, chỉ để khiến những kế hoạch đó trở nên phức tạp. Đầu tiên là vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, sau đó là các cuộc chiến tranh của Mỹ ở Iraq và Afghanistan, sau đó là sự trỗi dậy của nhà nước Hồi giáo. Dưới thời chính quyền Donald Trump, chiến lược quốc phòng của Lầu Năm Góc kêu gọi đặt việc ngăn chặn Trung Quốc và Nga làm ưu tiên quốc phòng hàng đầu của Mỹ. Tuy nhiên, trọng tâm chính sách đối ngoại của Nhà Trắng là đẩy lùi chương trình hạt nhân của Iran và sự hỗ trợ của Tehran cho các nhóm chiến binh trong khu vực. Đến thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã đổi mới nỗ lực thu hẹp dấu chân quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông, xác định rằng điều này có thể chấm dứt xung đột ở Afghanistan và tập trung các nguồn lực cũng như chính sách có ý nghĩa vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mối lo ngại về Bắc Kinh được thúc đẩy bởi những đánh giá của Hoa Kỳ rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị cho quân đội của ông sẵn sàng thực hiện hành động quân sự chống lại Đài Loan vào năm 2027. Mặc dù các quan chức Mỹ nói rằng hành động quân sự của Trung Quốc là không thể tránh khỏi. Hoa Kỳ đã rút hơn 8 khẩu đội tên lửa Patriot ra khỏi khu vực vào năm ngoái, bao gồm từ Iraq, Kuwait, Jordan và Ả Rập Xê Út, cùng quân đội đi cùng của họ, cũng như hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối, hay còn gọi là hệ thống THAAD, khỏi Ả Rập Xê Út. Lầu Năm Góc hiện đã phải đối mặt với thực tế của khu vực, ít nhất là vào thời điểm hiện tại,
đòi hỏi sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Mỹ ở đó. Câu hỏi đặt ra là liệu điều đó có vượt ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay hay không? Elliot Cotton, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington cho biết, Trung Đông quan trọng đối với chúng tôi vì dầu mỏ, chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo và Israel, không phải là lúc nào cũng theo thứ tự đó. Ý tưởng cho rằng chúng ta có thể rời khỏi khu vực này luôn là sai lầm. Các quan chức Mỹ đang chạy đua với thời gian để ngăn xung đột Israel-Hamas lan rộng, bởi kịch bản này có thể khiến Washington xa lầy trở lại ở Trung Đông. Khi thông báo điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai của Mỹ tới Đông Địa Trung Hải hôm ngày 14 tháng 10, Tổng thống Joe Biden tuyên bố ông sẵn sàng ủng hộ Israel, song lưu ý nếu Tel Aviv đưa quân chiếm đóng Gaza, đây sẽ là một sai lầm lớn, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu quay lại đàm phán với chính quyền Palestine. Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh Israel đã tập kết hàng chục nghìn quân, hàng trăm xe tăng, thiết giáp dọc dải Gaza, sẵn sàng tiến vào vùng đất này để nghiền nát Hamas. Khi dấu hiệu về chiến dịch tấn công của Israel ngày càng rõ ràng, chính quyền Tổng thống Biden trong tuần qua đã hối hả tìm cách sơ tán khoảng 5.000 công dân ra khỏi dải Gaza, cũng như hỗ trợ nhân đạo cho hơn 2 triệu dân thường mắc kẹt trong vòng phong tỏa của Israel. Chuyến công tác ngoại giao con thoi của Ngoại trưởng Antony Blinken tới Trung Đông tuần trước cho thấy Mỹ vẫn có ảnh hưởng nhất định tới Israel cũng như các quốc gia chủ chốt trong thế giới Ả Rập vào những thời điểm nhạy cảm và sẵn sàng thể hiện vai trò lãnh đạo của mình. Hôm 15 tháng 10, các quan chức chính quyền Mỹ cho biết họ đang cố gắng hết sức để giúp đỡ nỗ lực tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út, không bị đe dọa bởi chiến dịch tấn công của Hamas. Theo giới quan sát, thách thức với Mỹ là rất lớn, bởi họ không thể dung hòa tất cả mục tiêu trong nỗ lực kiềm chế cuộc khủng hoảng đang có xu hướng lan rộng nhanh chóng ở Trung Đông. Mỹ ủng hộ quyết tâm của Israel trong việc xử lý mối đe dọa từ Hamas, một lần và mãi mãi. Nhưng chiến dịch tấn công của Tel Aviv vào dải Gaza để thực hiện mục tiêu đó có thể gây ra tổn thất về vật chất và nhân mạng lớn đến mức khiến Israel bị cô lập với các đồng minh Ả Rập khác của Mỹ. Washington được cho là đang đi trên dây, khi vừa phải thể hiện tinh thần ủng hộ không lay chuyển với Israel trong cuộc chiến với Hamas, vừa phải giảm thiểu hậu quả từ chiến dịch tấn công Tel Aviv sắp tiến hành, nhằm ngăn một tình huống có thể khiến họ bị kéo trở lại Trung Đông. Nỗ lực của Mỹ đã gặt hái một số thành công ban đầu khi Israel dường như đã trì hoãn chiến dịch tấn công vào cuối tuần qua, mở ra khoảng thời gian cửa sổ để các bên tăng cường đàm phán về cuộc khủng hoảng nhân đạo và con tin ở dải Gaza. Ngoại trưởng Blinken hôm 15 tháng 10 thông báo đã đạt được thỏa thuận với Israel và Ai Cập về việc mở cửa khẩu biên giới Rafah giữa Ai Cập với dải Gaza. Israel đã đồng ý cung cấp nước trở lại cho Gaza, một nhượng bộ từ Tel Aviv sau một tuần phong tỏa gắt gao. Ngoại trưởng Blinken cũng thông báo bổ nhiệm David Satterfield, cựu đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, để giúp điều phối các nỗ lực viện trợ. Dù vậy, giới phân tích cảnh báo các nỗ lực này sẽ không thể ngăn được chiến dịch tấn công trên bộ của Israel vào dải Gaza. Một khi tiếng súng nổ ra, nỗ lực ngoại giao của Mỹ sẽ bị hạn chế đáng kể. Các chuyên gia lo ngại cảnh thường dân bị kẹt trong làn đạn có thể kích động bạo lực trong cộng đồng những người Palestine ở bờ Tây. Họ cũng có thể thúc đẩy Hezbollah, nhóm chiến binh Hồi giáo ở Lebanon, ủng hộ Hamas, phóng hàng nghìn rocket vào các thành phố Israel, mở ra mặt trận thứ hai trong cuộc chiến. Hezbollah mạnh hơn Hamas rất nhiều và Israel đã cảnh báo sẽ tiến hành một cuộc phản công hủy diệt vào Lebanon nếu nhóm này gia tăng các cuộc giao tranh ở biên giới. Một cuộc tấn công kép vào Israel của Hezbollah và Hamas, hai nhóm được Iran hậu thuẫn, có thể dẫn đến những hành động trả đũa của Tel Aviv nhằm vào Tehran. Khi xung đột giữa Israel và Iran nổ ra, Mỹ nhiều khả năng phải can thiệp để bảo vệ đồng minh ở Trung Đông. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc ngày 14 tháng 10 cảnh báo trên mạng xã hội rằng nếu các cuộc tấn công của Israel vào Gaza không dừng lại, tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và gây ra những hậu quả sâu rộng. Với Mỹ, nguy cơ xung đột lan rộng có thể dẫn tới hành động trả thù từ các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, nhằm vào lực lượng đồn trú của Washington ở Iraq và Syria, nếu họ đang tham gia nhiệm vụ chống phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Sự ủng hộ kiên định của Tổng thống Biden được cho là khiến Israel tự tin hơn vào chiến dịch tấn công ở dải Gaza, nhưng nó cũng có thể tạo được sự tin cậy chính trị nhất định để Mỹ dễ tìm cách hạn chế tác động tồi tệ nhất của chiến dịch, đồng thời duy trì các nỗ lực hòa bình lâu dài trong khu vực. Chương trình hôm nay của Thế giới Tiêu Điểm đến đây là kết thúc. Quý vị hãy để lại bình luận ở bên dưới để bày tỏ quan điểm của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để liên tục đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.